Đây đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em Chợ Đô Trên Miền Tổ Quốc. Hôm nay là ngày 19 tháng 12, em xin là giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Kenwood với model của nó là DP1000. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1985 với giá xưởng của nó là khá cao, 69.800 yên, tương đương với khoảng độ 14 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chiếc đầu này thì sở hữu xoay ngang của nó là 44 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó là 31 cm, nó nặng là 6 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen. Đấy. Nhìn là rất là chắc chắn ạ. Về phần mắt đọc thì chiếc đầu này dùng dòng mắt đọc trùng 3 tia không kén đĩa. Đấy. Đọc bài cũng rất là nhanh. Đấy, ổn định. Chip giải mã của chiếc đầu này thì sử dụng con chip giải mã là CX2 0152 cho chất âm 16 bit, chất âm rất là dày, rất là dày và mộc mạc. Đấy. Đặc biệt cái tiếng trầm bát của nó rất là sâu nhé, rất là sâu. Đấy. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình của chiếc đồ này về thì tình trạng thì có những vết cấn nhẹ đây, sức nhẹ đây. Đấy. Vào cái phần dưới của cạnh dưới này có phím này, nhìn kỹ mới thấy bởi vì nó màu đen không có thấy. Đấy. Thì nó cái vết đều có nhìn hơi nõ một tí, hơi nõ một tí thôi. Đấy. Cái cạnh này cũng có chảy nó đẹp. Cạnh trên đây, cạnh trên của nó thì có những vết xước nhỏ đây. Đấy. Nhỏ. Và nắp lưng thì khá đẹp rồi, nắp lưng nó là dán dây xi, cái nút nó gắn xi rất là đẹp. Đây có vết chảy xi. Này rất là đẹp. Đây ạ, model của nó là DP1000. Điện 100V, công suất của nó là 13W. Series máy của nó là 65N84083. Được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan đây. Thì chiếc này thì nó chỉ có một đường A-lốc để ra thôi. Đấy. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của nó còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy, bộ cơ chụp rất là chắc chắn này. Toàn bộ tụ là cao cấp của Ella các nhé, 4.700 mm một tụ này. Đây và có chip giải mã 20152 nó nằm đây. Đấy. Nằm mới ạ. Toàn bộ tụ eo lái hết. Đây là phần đáy phía dưới đây. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đầu này thì ngày em bán chỉ có 900 ngàn đồng thôi. Em bao phí ship toàn quốc, cho nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng, các bác test kiểm tra, nếu như sản phẩm bên em bị lỗi, các bác giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi em. Em sẽ hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Với điều kiện là khi em kiểm tra là phải đúng lỗi đó nhé. Đấy. Và đầu thì không kén đĩa, đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Đấy. Nhưng không có nghĩa là các bác phải bắt nó đọc những cái đĩa nó bị ố và quá cũ rồi ạ. Đấy. Và nó mốc lên thì thật sự luôn là nếu như bác nào mà chơi những cái đĩa đấy thì tốt nhất là đừng mua đầu nhé, đừng mua đầu. Đấy. Để đỡ khỏi mất công hai bên nhé. Đấy. Hôm nay thì em test một CD sao chép nhé, các bác lưu ý giúp em này. Tốt nhất chúng ta cũng phải chơi cái đĩa sao chép này, là nhìn cái lòng đĩa này nó ngoài sáng bóng này. Đấy, nó sạch sẽ thì chơi nó đọc mới tốt được. Đấy. Còn đầu thì không phải cái đầu nào đọc giống nhau, các bác lưu ý giúp em đấy. Đấy. Đây là cái đĩa chép tự chép lấy thôi các nhé, chứ không phải là đĩa chép kia đâu, đĩa chép kia chất lượng cao hơn. Đấy.
nó nhận đĩa. Số điện thoại là 0907 232 269 ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn với em để tiện trao đổi. Bằng hương vỡ nát nghe xót xa.
trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Chiếc đồ em bán với giá là 900 ngàn đồng, em bao phí ship từ Hàn Quốc cho là chuyển đủ tiền. Bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.